tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, xong rồi tự chữa lành cho nhau và cảm thấy là ồ, cái người này làm cho mình mạnh hơn, và ngược lại nó lắm giống như là trở thành một cái khối vững chắc. Cái diễn biến bên trong nội tâm của hai chị á, lúc mà mình phát hiện ra mình có những cảm xúc khác lạ dành cho đối phương á, là nó diễn ra cùng lúc hay là như thế nào? Không có diễn ra cùng lúc. Mới đầu á, Quyên không có biết là vấn đề tình cảm của Hà nó có vấn đề rất là lớn. Mình chỉ nghĩ là mình là bạn đồng nghiệp, xong rồi quá quý người này vì ở nhà ai cũng quý cái giọng hát này, nên là đi kiếm Hà để mà mời Hà cùng tham gia một cái show của ba con mèo. Khi mà tiếp xúc thì giống như em nhận ra ở Thanh Hà ở cái điểm là vẫn còn ngây thơ. Đúng vậy, em nhận đúng đó, là nhận xét rất là đúng. Và cái đó là mình cũng thấy vậy. Một ca sĩ mà rất là tốt với đồng nghiệp, khi mà mình nghĩ là ủa sao người này tốt với mình đó, thì mới biết ra là ai bà cũng tốt vậy đó. Tức là ai khi mà từ Việt Nam qua hay là từ nơi xa tới thì Hà cũng mời lại nhà ở xong rồi đi chợ nấu cho ăn. Và nếu như Hà phải đi hát á, thì Hà sẽ gọi điện thoại cho người khác đem đến, đang hỏi mình ăn gì đem tới. Nhưng mà em cũng thấy là điều đó nó đâu phải dễ dàng với một người ở nước ngoài đâu, vì nó tốn kém vô cùng. Ca sĩ thì ai cũng là ca sĩ, mình cũng biết là cái thu nhập hay là cái cuộc sống như thế nào, tại mình cũng là nghệ sĩ. Nhưng mà họ sẵn sàng làm cái điều đó. Mình thấy người này, ủa sao người này sao có thể tốt tới như vậy. Mình về mình cứ gọi điện thoại về kể cho bố má, ủa cái chị Hà này tốt bụng dã man luôn. Lúc đó là tưởng là Hà lớn hơn mình một tuổi, cho nên là kêu ok, lúc đó kêu là chị. Quý nghĩ là ở trên đời này á, có một nửa của mình nó đâu đó, nhưng mà không phải lúc nào mình gặp một cái là mình cũng biết đó là một nửa liền. Có nhiều người là đi ngang qua và đánh mất cái cơ hội đó. Nhưng ngày hôm nay á, Quyên và Hà ngồi đây á, Quyên phải cảm ơn Hà. Hà chính là người nhìn ra Quyên trước. Người ta có một cái cụm từ để nói về những cái trường hợp, những cái con người, những cái cảm giác mà nó xảy ra, nó không báo trước như vậy, là có cái cụm từ là linh hồn song sinh á. Đúng rồi. Thì giống như là ngày trước á, những cái vị thần á, sợ con người mạnh quá, thì khi mình vừa mới sinh ra là họ giống như là họ tách một cái linh hồn mình ra, một cái linh hồn quẳng chỗ này, một linh hồn quẳng chỗ kia. Nhiệm vụ của mình để cho mình nữ mạnh, nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm một nửa còn lại bằng mọi giá. Nhưng trên đời này có thể là ở kiếp này mình không kiếm được, có thể mình phải đi kiếm họ từ kiếp này sang kiếp khác. Hai đứa trước khi mà yêu nhau thì Hà không bao giờ sống ở thì hiện tại, ngay giống tiếng Anh đó, không bao giờ biết xài thì hiện tại và thì tương lai, chỉ biết xài thì quá khứ. Em cứ tưởng tượng một người như vậy thì đau khổ mà. Họ luôn luôn bỏ lỡ giây phút hiện tại. Bởi vì khi mà ngồi xuống họ lại nói chuyện hôm qua. Ngồi xuống là họ nói chuyện hôm qua. Và chỉ biết than thân, trách phận và khóc và giận và buồn và đổ thừa. Tại sao như vậy? Tại sao phải là tôi? Cái câu đó là chị hỏi nhiều nhất. Cái điều đó làm cho trong lòng Hà có một cái sự lúc nào cũng giống như là giận dữ về cái cuộc đời này, tại sao mình lại chịu, và mình quên mất đi những cái gì mình có được. Mình vẫn muốn làm sao ngày mỗi ngày gỡ một cái gút ở trong lòng của Hà, để ít nhất là Hà buông nó ra, để không giữ nó lại để lại tất cả mọi thứ phía sau. Tất cả những cái điều đó mình cảm ơn vì nó cho mình những cái trải nghiệm để ngày hôm nay mình sống tốt hơn, chứ không phải là để cho mình sống với nó hoài, mình quên mất cái thì hiện tại. Chính vì những cái điều đó mà đem hai người gần nhau hơn. Nhưng mà Uyên có cảm thấy là trong cái việc lắng nghe giúp cho chị Hà chữa lành á, thì bản thân chị cũng được chữa lành không? Chính xác đó, em nói cái đầu này là đúng. Tại vì vừa mới tính nói như vậy, những gì Hà nói xong, khi mà mình nói ra, xong mình nói chuyện của mình á, chả là cái gì so với chuyện của Hà hết trơn. Những cái gì mình trải qua là mình quá sung sướng, mình được cả gia đình yêu thương. Mình muốn cái gì được đó, mình đi tới đâu cũng được mọi người yêu thương. Mình chẳng gì, tất cả những gì mà Quyên dướng phải cái nỗi buồn á là do Quyên gây ra trước. Không ai nỡ làm Quyên đau ngoài Quyên trước. Nhưng mà cái người này á, ủa tại sao cái người này như vậy mà lại phải bị như vậy, tức là quá nhiều, từng bước người này trưởng thành lên đều gặp phải những cái chuyện mà trục trặc, sau những cái chuyện mà phải đương đầu. Cái mà Quyên đồng ý với em nữa, một điều tiếp theo nữa là tất cả những gì trước đây
của Thanh Hà là do cái môi trường, do xã hội, do con người tạo ra một cái Thanh Hà như vậy. Chứ không phải là Hà sống với một người như giống như từ khi sinh ra. Và bây giờ đúng cái điều đó Quyên cũng nói, chúng ta có những cái điểm đồng quan điểm là những cái gì hồi nãy em nói thì Quyên cũng nói Hà, ngày hôm nay em sống không phải em thay đổi mà chính em là em đó. Tại vì chúng ta sinh ra với một trái tim, một cái linh hồn thanh khiết như vậy. Nhưng mà tại vì tất cả mọi thứ nó che mờ. Hai cái cuộc đời của Quyên với Hà nó khác hẳn nhau. Ở gia đình á, gia đình Quyên á, ai cũng phải please Quyên, tức là làm cho Quyên vui. Tại vì vậy, tại vì thương mình. Còn một người á, lại luôn làm cho người khác vui. Có một cái hoàn cảnh trái ngược nhau. Điều đó làm cho mình thấy rất là thương. Và mình cảm thấy là những cái gì mình khuyên Hà, mỗi ngày khuyên, tự nhiên cái nỗi buồn của mình ở thời gian đó tự nhiên nó trôi đi. Nó trôi đi hồi lúc nào không biết. Hai người đều cảm thấy là mỗi ngày mình nhẹ nhàng hơn. Mình muốn sống cái cuộc sống như vậy. Mình yêu mến cái giây phút hiện tại như vậy. Và Quyên cảm thấy là cái người này làm cho mình cảm thấy là buổi sáng thức dậy mình muốn gặp người này. Và người này cũng vậy. Tức là thức dậy để làm cho ly cà phê. Chỉ là một cái chuyện nhỏ xíu như vậy thôi á, mà nó làm cho hai người hít lại với nhau. Thực ra là hai đứa cũng có cái thời gian sợ những cái điều đó. Sợ là mọi thứ nó không khác, nó gắn chặt quá rồi như thế nào. Cái hai đứa nói thôi bây giờ giãn ra. Dạ. Giãn ra. Buổi sáng thì nó giãn ra, nhưng mà buổi chiều thì lại kết nối nói chuyện, là cứ vậy đó, ngày nào cũng cứ giãn ra rồi xong rồi mọi thứ nó gần như là rất là tự nhiên. Xong rồi bà này, bà thấy mình không xuống thì bà lấy cái pha phê nhắn tin Hà, có pha ly cà phê để trước cửa phòng rồi, nhớ uống nha. Rồi nó là giống như là mình kiểu bị tan chảy luôn trong những cái mà lo lắng nhỏ xíu như vậy. Em cảm thấy là hai người đúng là với cái câu là đúng người đúng thời điểm đó. Sớm một chút cũng không được, muộn một chút thì quá muộn rồi. Em là người may mắn. Chúng ta là người may mắn. Thường á, mọi người sẽ luôn muốn mình trở thành một cái con người nào đó mà xã hội hoặc hệ thống ghi nhận. Nhưng mà có một cái nghịch lý như vậy nè. Nếu mà hai chị để ý, con người ta khi càng lao ra ngoài, thâu tóm và tích trữ, cũng là cái thời khắc người ta đứt gãy dần cái sự kết nối bên trong mình. Khi mà mình quay lại rồi, mình sẽ hoàn toàn trở nên trống rỗng. Người ta thì hụt dành tâm sức cả cuộc đời mình để xây nên một tòa lâu đài. Nhưng mà không mấy người nhận ra cái lâu đài đó bản chất là nó được xây trên cát. Chỉ đến khi mà vô thường tìm đến, nó có thể là cái sự chia ly, cái sự mất mát về tiền bạc, vật chất hay người thân, thì lúc đó người ta mới thức tỉnh. Trong cái mối quan hệ của hai chị, nếu là một cái người khác, không phải là Hà, với những cái diễn biến nội tâm, những cái gì mà xảy ra trong đời của chị cũng sẽ không thể nào hòa hợp với Uyên như hiện tại. Nên là phải gặp một cái người không hơn, không kém, không có một cái sai lệch từng milimét giống như Hà, thì mới tạo nên một cái gọi là hạnh phúc như bây giờ. Chính xác. Chị cả những điều này chúng ta cũng nói chuyện qua. Hai đứa cũng đã nói chuyện qua với nhau, và chị cũng đã từng nói là Uyên là một cái người mà equally, tức là bằng nhau. Để mà mình có thể chia sẻ tất cả mọi điều. Thực ra trước đây á, Uyên là người rất là nóng tính. Cả công ty ai cũng biết đúng không? Nóng tính và hơi bập chợt. Đó là vì cái điều mà mình quá nhạy cảm, cho nên là mọi điều xảy ra mình cảm thấy là tại sao lại như vậy? Một cái cảm xúc của mình dâng lên vì một cái lý do nào đó thôi. Cũng có thể mình sẵn sàng bỏ hết tất cả những thứ mà trước đó đã rất là đẹp, hoặc là khi mà cảm xúc nó dâng lên mình bất chấp là cái chuyện đó nó quan trọng đến mức nào, cứ quay mặt đi thôi. Có một cái điều kỳ diệu nó xảy ra là khi mà hai đứa quen với nhau á, thì cả hai đều cool down nó xuống, cả hai đứa đều rất là bình tĩnh. Đó là cái năng lượng người này giúp mình, và cái năng lượng của mình giúp cho người đó. Giống như em nói đó, đúng cái người đó thì mọi thứ nó dễ dàng hơn. Tất cả mọi thứ nó chỉ đưa chúng ta thăng hoa và đi lên. Lúc đó mình cũng chưa có nhận ra cái điều đó đâu. Chỉ là cảm thấy ở bên này người này cảm thấy dễ chịu, cảm thấy là không có buồn phiền. Mặc dù lúc đó là chưa có nói yêu nhau. Cái điều mà tốt nhất á, mà Hà đem đến cho Quyên chính là cái chuyện là nó giống như là cái điều mà lâu nay mình bỏ quên tự bên trong mình là ai.
và mình phải đối nhân xử thế như thế nào cho nó đúng. Hầu như là mình ích kỷ, hoặc là mình chỉ nghĩ cho cái cảm giác của mình chứ mình không có nghĩ đến cái cảm giác của cái người khác. Mình luôn luôn mình nghĩ là mình đúng mà cái điều đó nó sai vô cùng luôn. Lúc nào mình trách ngược lại là tại sao tôi làm cái này cho bạn mà tại gì vậy. Đến khi mà nhìn thấy Hà, thực ra Hà học ở nhiều cái thứ Quyên, nhưng mà Quyên cũng học rất là nhiều thứ ở Hà, từ cái cách đối xử với mọi người như thế nào, làm cho mọi người mà chỉ biết cho chứ không cần nhận. Bà chỉ có sừng lên khi nào mà tự nhiên bà ai nói oan gì cho bà là bà mới sừng lên thôi. Chứ sao mình nghĩ tại sao lại như vậy. Và giống như là mỗi ngày họ học được cái điều tha thứ của mình, và mình học được cái điều là cho đi. Không phải là một cái hấp dẫn về sắc đẹp hay là thể xác hay cái gì, tất cả mọi thứ đều không. Tất cả mọi thứ là hai tâm hồn. Hai tâm hồn là bị tổn thương sâu sắc, xong rồi tự chữa lành cho nhau và cảm thấy là ồ, cái người này làm cho mình mạnh hơn, và ngược lại. Nó lắm giống như là trở thành một cái khối vững chắc. Đúng, chính xác là như vậy đó. Hồi nãy Uyên có nhắc đến một cái từ em cảm thấy rất là tâm đắc, đó là sống đúng. Tại vì hầu hết mọi người hay có cái sự kêu gọi là hãy sống thật đi, sống thật đi, sống thật là chính mình. Nhưng mà như thế nào là thật? Tại vì bản chất của mình một phút sau mình đã không còn là cái con người trong hiện tại rồi. Vậy thì như thế nào là thật? Một tên cướp người ta cũng sống thật với bản năng của người ta. Một con dao cũng là một sự thật, nhưng mà dùng con dao làm cái chuyện gì lại là một việc khác. Dùng con dao để nấu bếp hay dùng con dao để đi cướp. Nên đối với em, sống thật không quan trọng, quan trọng nhất là phải sống đúng. Có một câu nói mà em rất là thích đó, là phục vụ để hoàn toàn để phục vụ. Thì em cảm thấy mọi thứ nó rất là tinh khiết, mạch lạc. Mọi cái lựa chọn, mọi cái suy nghĩ, mọi cái hành vi của mình trong cái cuộc sống bình thường á, mình không rơi vào cái trạng thái náo động giống như tất cả những người khác, mà mình có thể giữ cái trạng thái bình ổn ngay cả khi mình không cần tìm một cái điểm tựa nào hết. Khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì cái tâm chúng ta sẽ an hơn, cái thần chúng ta sẽ định. Mỗi cái thứ mình làm là nó diễn ra mỗi giờ mỗi phút. Bây giờ cái phút này là mình nhận thức được vấn đề nè, chưa chắc phút sau mình đã là như vậy đâu. Chính xác. Nên nó phải diễn ra xuyên suốt, không có lúc nào mình lơ là hết. Làm được cái đó không phải là để cho mình có thần thông hay để trở nên là một cái người có gọi là có đẳng cấp trong cái việc mà tu học, nó không phải. Tất cả những cái gì mình làm cuối cùng là để làm cái điều gì? Để có được một nội tâm thanh thản. Vì có được cái đó, mình có tất cả. Cuối cùng hai đứa tìm đến nhau. Bây giờ nó không phải là để mà nổi tiếng hơn, để mà làm nhạc đi là nói là mình sẽ làm được cái này làm kia. Thực ra bây giờ hai đứa làm nhạc theo kiểu gì biết không? Theo kiểu là cùng enjoy với nhau trong những cái đêm nhạc, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau đem cho những cái giây phút thoải mái tới cho khán giả. Nó nhẹ nhàng lắm, nó không phải như lúc trước đâu. Và hai đứa đều có chung một cái đi tìm, đó là tìm sự bình an. Và bình an dĩ nhiên nó không phải là dễ kiếm. Cuộc sống có hai người mà, đâu phải là lúc nào cũng nó trôi chảy. Có thể là bắt gặp một cái chuyện đó gì đó, nhưng mà cuối cùng á thì cái tình yêu nó sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Em thấy là không phải ai cũng có được cái sự may mắn là có một cái người hiểu mình, lắng nghe mình, giống như cái sự may mắn mà hai chị đang có nè. Có những cái ngày rất là dài, rất là mệt mà mình chia sẻ với một cái người nào đó, nhiều khi á chẳng những không cảm thấy được xoa dịu mà còn cảm thấy suy sụp hơn nữa. Em thấy rất là nhiều cái hoàn cảnh giống như đúng vậy đó, luôn á. Đúng đó. Và người ta cảm thấy cô đơn quá, chứ cái sự thông tin thì thừa thải, hổ lốn. Nhưng mà để kiếm được một cái nơi, một cái không gian, một cái khoảng lặng để người ta có thể tĩnh tâm là không có. Thì rất là cần những cái loại âm nhạc để người ta mỗi ngày dù mệt mỏi đến cỡ nào, leo lên giường là tôi sẽ nghe cái giọng hát đó. Tôi sẽ nghe một cái lời khuyên đó, giống như một người thân trong gia đình vậy đó, đang nói với tôi, cố lên, đừng bỏ cuộc. Để mà làm được cái chuyện mà làm nhạc chữa lành hay nói về chuyện chữa lành á, trước đây á, tụi Uyên là những người là theo đạo Phật, thì dĩ nhiên bây giờ vẫn là đạo Phật, nhưng để mà nói chuyện chữa lành á thì phải nói về vũ trụ. Nó không riêng ở một cái đạo nào hết. Cho nên là khi mình nói mình cũng phải cân nhắc rất là kỹ, vì khi mình muốn chữa lành á thì nó sẽ không có cái tôn giáo nào hết. Nó không có ngừng ở trong một cái tôn giáo nào. Chính xác. Cuối cùng chân lý trong vũ trụ này chỉ có một thôi, đó là chân thiện mỹ. Còn tất cả những cái ngã đường, tôn giáo, triết học, kinh điển chỉ là cái phương tiện để mình đi đến đó.
có người á, người ta sẽ đi bộ, người ta hợp với cái đó. Có người người ta đi xe máy, có người lại đi xe hơi. Phương tiện là gì không quan trọng, quan trọng rồi mình sẽ đi đến đích. Cảm ơn hai chị rất là nhiều vì buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và em hy vọng hạnh phúc này nó không chỉ là ở thì hiện tại, mà nó còn mãi những năm về sau nữa. Để sau này á, chuyện tình của hai chị sẽ là một cái ví dụ khi mà ai muốn nói về hai từ mãi mãi. Cảm ơn em.